Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em có nhận lời đến nhà của anh khách này để ghi hình và báo giá dùm cho anh một cặp bò cái kem pháp chữa. Hai con này là hai con bò tơ và tình trạng là đang mang thai lứa đầu của chú anh chị và các bạn. Đây, cô chú anh chị và các bạn thấy không? Bò thì với một cái dốc dáng khung tàn khá là bự con, chân móng xương sóc lớn, móng thì móng sò, rúng yếm thì đầy đủ bài bản. Con này thì thuộc về con kem pháp tàn nhất nha anh chị nha. Đó, hai con thì bông rúng bông ớt ha, kem pháp mà anh chị biết rồi, những con bò lai thì thường thường nó hay bông hay đốm, những cái cấp mình cũng như là bò ức cũng như là trán ha, lưng đó, những cái chỗ đó thì hay bông, mấy con bò lai nó dễ bông lắm. Nhưng mà bây giờ anh chị biết rồi, người ta nuôi bò là người ta chủ yếu là cái nền bò nó bự con và nuôi con đẻ con cho nó tốt cho nó đẹp mát sữa thôi, chứ người ta cũng đâu có quan trọng nhiều lắm gì cái vấn đề bông đốm hay là sái tích nữa của chú anh chị các bạn. Ở đây thì con kem pháp này nó sẽ rơi vào khung tầm 1m33 cho tới 1m35 bò tại phía sau khu. Lưng vai thì lật đòn dài. Anh chị thấy không? Những cái chỗ mà em ta diễn tả thì nói chung là nó khá là đầy đạm. Chân móng đi đứng hoàn thiện, móng thì móng sò nè, dấu yếm tốt, rúng rúng chiền nha. Đây, con này đang mang thai bao chữa 4 tháng rưỡi của chú anh chị các bạn. Con kem pháp này nè, và đang chốt giá với anh chủ nhà, em thương lượng giá rồi. Hồi nãy anh đòi tới 28, 29 triệu lần mà cuối cùng em trả giờ còn 27 triệu, chốt giá cho anh chị luôn. Và kế bên con này cũng vậy nha, tơ đang mang thai lứa đầu, cũng là kem pháp. Xương sóc cũng ok lắm, chiều cao tạm sau khu khoảng tầm 1m32-33. À, bông trắng nè, bông rúng nè, chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết mà được. Có cái con này tháng thai nó cao, 6 tháng chữa được anh chị, bao chữa tơ luôn nha. Đó, và con kế bên này chốt giá cho anh chị giá 24 triệu anh chị. Chân móng đi đứng hoàn thiện nha. Bò khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra, trước khi thanh toán sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về ngoại hình, kiểm tra về tình trạng sức khỏe, đi đứng rồi mới thanh toán tiền. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa hiện bây giờ người ta rất là thích, rất là chuộng cái dòng bò kem pháp này để mà nuôi làm bò nền. Người ta về người ta phối con gì anh chị biết không? Về người ta phối con bò 3B. Nó khác lại cái điểm của con bò 3B. Tại vì 3B á là một cái con bò thịt nhiều mà xương lại nhỏ. Ha. Còn bò kem pháp thì nó được một cái ưu điểm là đẻ con, nuôi con mau lớn và xương to. Thì cộng với lại cộng điểm này trừ điểm kia thì ra khi mà anh chị phối con bò 3B trên nền bò kem pháp thì nói chung là phải gọi đẻ con rất đặc biệt, rất là mát sữa, đẻ con nuôi con nhanh lớn nha anh chị nha. Bà con cô bác anh chị nào mà mua về nuôi thử, nếu mà em nói sai lời á, chạy lại tới nhà của em. Em có số điện thoại mà. Anh chị mà nuôi mấy con bò kem pháp mà về mà phối 3B ha, mà đẻ con ra mà anh chị mà chê vàng xương nhỏ hay vàng xương nhuyễn ha, là em chịu tội với anh chị luôn. Hiện bây giờ em nói thiệt với anh chị, có rất là nhiều giống bò, ví dụ như là bò 3B, bò Redman, bò Bosin, bò kem pháp hay là bò Romaster. Mỗi một con bò nó sẽ có một cái ưu điểm và cái nhược điểm khác nhau. Quan trọng là cái lúc đầu mình tìm hiểu cái giống bò đó như thế nào để mà mình nuôi về mình phối bò con ra. Ví dụ anh chị chọn bò Anh Gết đi, thì nó là dòng bò mát sữa, đẻ con ra rất là mát sữa luôn đó, đẻ con ra nuôi con tròn trịa. Nhưng mà được cái là con bò vàng xương nó không có khủng nè, không mà không có khủng bằng con bò kem pháp đẻ ra. Nói chung là mỗi một con bò nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau, nên anh chị chúng ta trước khi mà chúng ta chọn lựa bò là mình phải tìm hiểu về cái nguồn gốc, tìm hiểu về cái cách sinh sản của nó và cái khả năng sinh sản của nó, khả năng nuôi con của nó, mình mới chọn con giống. Chứ anh chị đừng có nói ờ thôi bây giờ tôi có tiền cái tôi mua thí đại về tôi để đó tôi nuôi. Sai lầm. Cái đó là anh chị mua cho có chứ không biết cách chăm sóc. Con bò bây giờ đâu phải như hồi xưa anh chị mua, anh chị nuôi, anh chị cắt cỏ với anh chị bỏ rơm rồi nó ăn nó lớn đâu. Anh chị nuôi kiểu đó giờ còn xương da không? Hiện tại bây giờ nếu như mà nuôi để mà đạt chất lượng á, chỉ có Bến Tre mới có nuôi đạt bò chất lượng nhiều thôi. Bà con cô bác anh chị cứ tin em đi, em đi 64 tỉnh thành. Em đi nói chung là ở ở cái tỉnh nào em cũng có mặt em rồi. Em đi chỗ này chỗ kia, trại này trại kia. Đó, có đến nhiều cái trang trại tầm vài ngàn con bò là chuyện bình thường. Đó, như vậy ví dụ hả chập đó em đi ra ngoài Gia Lai có những cái trang trại tầm vài trăm hecta. Em không nói dốc, em nói là có. Rồi anh chị thấy em đi để làm chi? Em đi để học hỏi kinh nghiệm, em đi để tham quan, để mà có nhiều cái kiến thức để về mà tư vấn cũng như là mình
hỗ trợ cho những anh chị em nào chúng ta chưa chăn nuôi. Đó, cặp bò này xin nhắc lại một lần nữa, con này chốt giá 24 triệu bao chữa nha anh chị nha. Tơ mang thai lứa đầu, con này mang thai bao chữa 6 tháng, bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị nhận bò. Nếu như mà giao đến trong vòng 3 ngày đầu tiên, anh chị nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo, nếu như mà không có thai thì bên em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Ở đây hang bò này nói chung là khá là bự con. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Và cũng xin nhắc với bà con cô bác anh chị ha, thì chủ nhật tuần này đó, chủ nhật tuần này vào lúc 9 giờ sáng thì em sẽ mở một cái cuộc tọa đàm để cho bà con cô bác anh chị có thể gặp mặt trực tiếp những anh chị em ngân hàng, để mình có thể có những cái thắc mắc, những khúc mắc gì mình có thể họ gọi và hỏi trực tiếp với những anh chị em ngân hàng để mà người ta giải đáp cho anh chị với cái hình thức mua bò trả góp như thế nào, và cái khoản vay của anh chị sẽ là bao nhiêu lâu, và cái lãi suất mà anh chị vay á sẽ là bao nhiêu. Người ta sẽ tư vấn đầy đủ cho bà con cô bác anh chị, giải đáp những khúc mắc để cho anh chị chúng ta khỏi phải phân vân ha. Nhiều cái thời gian gần đây có một cô chú anh chị và các bạn chúng ta gọi hỏi em là lãi suất là bao nhiêu, rồi thời gian vay là bao lâu, rồi anh chị có thể vay tối thiểu là bao nhiêu, và cái lứa tuổi, cái độ tuổi á, mà anh chị có thể vay là bao nhiêu tuổi. Thì chủ nhật ngày hôm nay sẽ chủ nhật tới này em sẽ mở một cuộc live stream trực tiếp cho bà con cô bác anh chị gặp mặt và hỏi đáp với những anh chị em làm bên lĩnh vực vật ngân hàng, để chúng ta có thể hỏi đáp và giải đáp thắc mắc ha. Rồi, thì bây giờ em sẽ đo chiều cao của đôi bò này và gửi đến bà con cô bác anh chị cái thông tin về chiều cao của đôi bò này và giá cả. Nhắc lại một lần nữa để cho bà con cô bác anh chị chúng ta, nếu như mà có quyết định mua thì mình đo hạo trước chiều cao và thông báo đến bà con cô bác anh chị. Hiện bây giờ em đang có một chuyến xe ghép bò về tỉnh Bình Thuận nè, rồi Đắk Lắk nè, Đắk Nông nè, với lại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Còn về miền Tây thì em có chuyến về Sóc Trăng và Hậu Giang nha anh chị nha. Đó, thì chiều cao của con bò này tại phía sau khu là 1m34, còn con này chiều cao tại phía sau khu là 1m37. Và bà con cô bác anh chị nào ở gần xa có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Bây giờ em xin thân ái kính chào, hẹn lại quý anh chị và các bạn video kế tiếp.